Xin chào các bạn, đây là trứng vịt nhà mình nhé. Mình đây nuôi được một số con vịt, nó bây giờ mới đẻ lần đầu, thì người ta gọi là trứng vịt so hoặc là trứng mỡ đấy các bạn. Thế nó quả nó hơi nhỏ nhưng mà nó đi chỉ đi ra đồng nó ăn ốc với lại ăn lúa, ăn những con sâu thôi. Thế nên là nó cũng đẻ quả trứng nhỏ nhưng mà ăn thì rất là chất lượng. Nhưng mà số lượng nhiều thì mình ăn luộc, ăn rán, ăn chiên, ăn nhiều thứ nó cũng rất là chán rồi. Và đây là mình, hôm nay mình sẽ cho chỗ này được hơn 20 quả. Mình cho vào để mình làm trứng muối nhá. Trứng của mình đã rửa cho nó sạch sẽ rồi. Và bây giờ mình đã chuẩn bị một ít nước chanh, mình vắt ra đây rồi. Nước chanh cũng được, thay vì giấm cũng được, hay hoặc là rượu trắng cũng được. Nhưng mà mình sẽ sử dụng cái nước chanh này để rửa khử khuẩn cái vỏ trứng và để cho nó mỏng bớt cái vỏ này đi, để mình làm khi mình làm trứng muối để cho nó nhanh ngấm nhé các bạn. Các bạn hãy chuẩn bị cho mình một ít nước lọc trắng sạch sẽ và mình cho chanh vào nhé. Mình xong rồi mình ngâm trứng nhá. Đây là hạt chanh mình lọc bỏ lại. Kể cả mình bỏ cả hạt vào cũng không sao, vì là mình ngâm trứng để cho nó sạch thôi mà các bạn. Các bạn hãy cho trứng vào, các bạn ngâm cho mình khoảng độ 15 phút. Các bạn hãy cho trứng ngâm trong nước chanh loãng này khoảng 15 phút nhé các bạn. Xong các bạn rửa sạch cho mình và để ráo cho mình nhé. Trong khi mình ngâm trứng thì mình đi làm những nguyên liệu để mà mình cho vào mình ngâm nhé các bạn. Và mình đã ra vườn, mình nhặt được, lấy được một ít sả với lại gừng. Gừng đây, gừng tươi nhà mình đó. Thế với gừng vàng, gừng tươi đó, mình bây giờ mình hãy nhặt lấy khoảng độ 6-7 nhánh sả. Sả nhà mình thì nó hơi nhỏ, nó không to như kiểu sả của trên chợ người ta bán, nhưng mà nó rất là tươi bởi vì mình trồng đất nó xấu các bạn ạ. Ngâm thì các bạn hãy dùng những cái lọ thủy tinh nhé các bạn. Đây hôm nay mình không có cái lọ thủy tinh to và mình cũng không dùng nhiều nên là mình dùng ít thôi, nên mình chọn cái lọ thủy tinh nho nhỏ này. Thì mình ngâm cái lọ này được bao nhiêu thì mình ngâm, và mình sẽ hướng dẫn với các bạn là hai cách. Một cách khác là mình sẽ phủ muối và một cách là mình sẽ ngâm. Thì mình dùng cái lọ này mình ngâm là mình sẽ cho nước vào cái lọ này để mình ước lượng cái lượng muối nhé các bạn. Các bạn hãy cho một nửa lọ là nước, để tí nữa mình sẽ cho trứng vào thì nó sẽ vừa đủ cái lượng nước, nó đỡ bị phí nhé các bạn. Đó, cái này là vừa đủ một nửa rồi. Và mình căn cái này nó ra được bao nhiêu, chắc đi khoảng độ 1 lít nước thôi các bạn ạ. 1 lít nước, cái bình này của mình 2 lít. Thì các bạn hãy cho vào đây. Sả mình đã đập dập và mình cắt khúc ra rồi. Gừng mình cũng đập dập ra, mình để cả vỏ, rửa thật sạch xong mình đập dập, để cả vỏ nhé các bạn. Đập dập nha, thế này xong mình vào mình căn lượng muối. Tương đương với 1 lít nước thì đây là muối biển của mình nhé. Các bạn hãy cho 7 thìa muối cho mình. Cái thìa nhỏ nhỏ này này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thìa nhé các bạn. 7 thìa muối này. Và các bạn cho mình khoảng độ 3 thìa đường ạ. Đường cát trắng ạ. 1, 2, 3. Và bây giờ cái nguyên liệu này các bạn hãy cho lên bếp, các bạn đun sôi lên cho mình nhé. Các bạn hãy đun sôi lên cho mình nhé. Đun để cho nó tan muối này, đường và tỏi, đường và sả nó sẽ phai ra cái nước này. Thế và các bạn cho thêm cho mình khoảng độ 1 thìa canh nước mắm ngon vào nhé.
Trong khi chờ đợi nước sôi thì mình sẽ ra mình xử lý cái trứng nha các bạn. Các bạn xem cho kỹ cho mình cái quả trứng này. Đấy, khi mình ngâm nước chanh hoặc là nước giấm là cái vỏ trứng nó sẽ xùi hết cái bẩn ra thế này, các bạn thấy không? Đấy. Đấy. Và nó sẽ làm cái vỏ trứng này nó mỏng ra các bạn ạ. Thì khi mình ngâm muối nó rất là nhanh. Mình bây giờ cái cách này của mình á, mình chỉ ngâm 15 ngày là trứng của mình nó đã đủ mặn rồi. Còn ngâm đến 20 ngày thôi là các bạn phải bỏ nó ra. Chứ nếu mà các bạn để lâu như cái cách ngâm truyền thống ngày xưa thì nó rất là mặn, ăn nó không ngon. Bây giờ mình sẽ rửa sạch cái trứng này đi nha các bạn. Đấy các bạn thấy không? Đấy. Đây, ví dụ như quả trứng này cũng thế này, nó sùi hết cái lớp bẩn này, các bạn nhìn này. Đấy. Vỏ trứng rất là bẩn mà trước khi mình cho vào ngâm mấy chanh này là mình đã rửa qua một lần rồi đấy các bạn ạ. Đang quay đấy. Các bạn nhìn có sợ không? Đấy. Này cái vỏ trứng sạch rửa trắng xóa đi rồi mà bây giờ cho vào ngâm chanh ngâm giấm mới biết được là nó bẩn như thế nào. Các bạn nhìn cái nước này, ra cái trứng nó cứ màng 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 màng, đáng sợ luôn. Khi cái nồi gì gừng sả nước sốt này của mình nó đã sôi rồi nhé các bạn hãy để đun sôi cho khoảng 10 phút thì các bạn sẽ tắt bếp cho mình nhé. Và trứng chúng ta đã rửa qua được một lượt nước chanh rồi và chúng ta đã tráng qua một lượt nước lã cho nó sạch cái chanh đi rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ xếp vào cái hũ này nhé. Và các bạn mình đã xếp trứng vào đây rồi. Và mình hãy đợi cái nước sốt của mình nó nguội đi thì mình cho nó vào trong này nhé. Thật là nguội là mình đổ vào trong này các bạn nhé. Còn cái món trứng này thì mình lại có một cách khác để làm trứng muối mà bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Và các bạn hãy dùng những cái quả trứng này các bạn lăn vào muối cho mình nhé. Các bạn thấy không? Nó đã ngấm ngấm rất nhiều muối rồi này. Và các bạn lăn xong các bạn hãy lấy cái giấy vệ sinh này. Giấy bản thấm này các bạn hãy quấn chặt. Các mình. Ok. Và các bạn xếp vào trong cái hộp này cho mình nhé. Cái trứng mình ngâm với nước chanh này á nên là cái vỏ của nó rất là mỏng các bạn ạ. Cái hộp này của mình nó hơi rộng nên mình cho 10 quả trứng vào mấy thì 8 quả trứng vào là hết lượt, hai quả mình để lượt trên các bạn ạ.
Và các bạn hãy lấy cái lắp, các bạn lắp vào trong mình nhé. Ok, như thế này các bạn hãy để vào cái chạn bát, hay hoặc là các bạn để vào cái bàn ăn, nhiệt độ phòng thôi các bạn nhé. Sau khoảng 14-15 ngày, bao nhiêu nửa tháng đi, thì các bạn hãy bỏ ra cho mình và sử dụng được các bạn nhé. Các bạn ơi, nồi nước dùng của mình, nước sốt của mình nó đã nguội rồi ấy, thì các bạn hãy chắt cho vào trong trứng này cho mình nha. Trong cái hũ trứng này. Ok, đấy các bạn thấy chưa? Mình đong vừa đủ luôn. Đó. Và bây giờ mình có thể là cho thêm cái món gừng này bên trên này. Xả thiết là mình có thể cho thêm vào bên trên để mình rim cái quả trứng xuống để cho nó chìm luôn ấy. Nhưng mà nếu không không thì cái gừng và cái xả nó đã phai ra rồi ấy. Các bạn hãy cho vừa xin, vừa sinh ở đây là nó sẽ không có cái nổi lên nữa. Và các bạn hãy lắp lên cho mình. Ok, lắp chặt và các bạn để cái nhiệt độ phòng cho mình thôi nhé, không phải để tủ lạnh nhé các bạn. Còn đây cái hộp trứng nữa mà mình sẽ đã thấm muối, mình cuốn giấy mình để vào đây rồi. Và bây giờ còn việc cuối cùng nữa là các bạn hãy ghi ngày tháng. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 âm lịch, là ngày 24, ngày 24 tháng 7 dương lịch. Ghi ngày 24 tháng 7. Các bạn hãy làm như thế này cho mình nhé. Cái trứng này thì sau này nó có chỉ có vị mặn thôi các bạn ạ, chứ nó không có cái mùi vị gì. Còn cái trứng mình ngâm muối như thế này ấy, ướp bằng gia vị như thế này, thì sau khoảng độ 15 ngày sau, các bạn ăn cái quả trứng nó có cái vị của gừng, của xả, của nước mắm, rất là thơm, không những là nó đậm đà mặn. Và 15 ngày sau, hẹn gặp lại các bạn ở 15 ngày sau để xem kết quả của trứng muối nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.